thì thường thường thì ngày thì các sếp sẽ đưa ra cái chỉ tiêu là mình sẽ một ngày sẽ đi kết bạn bao nhiêu người và đi tương tác bao nhiêu người, và mình phải có khách hàng chat mới trong ngày bao nhiêu người. Thì chat là để mình tạo tình cảm với lòng tin đấy, để mục đích là về để sau này là sẽ đưa đối phương vào trong cái ứng dụng để đầu tư. Thì nhiệm vụ thì thường thì theo ngày của nhân viên sẽ là tương tác kết bạn này, xong là sẽ có phải có hai khách hàng mới chat mới trong ngày. Xong là những khách hàng đấy thì thường thường là sẽ là những người mà người ta đơn thân, người mẹ đơn thân, và những gia đình, những người nào mà người ta thiếu thốn tình cảm, để mục đích là sau này khi tạo lòng tin đủ chín muồi rồi thì sẽ dẫn đối phương vào trong ứng dụng để đầu tư. Đây, thực tế thì cái ứng dụng đấy thì là do bên công ty người ta viết ra là để mục đích là để mình chiếm đoạt cái số tiền của người ta đầu tư vào trong đấy. Thì em quản lý là mình sẽ như em thì em sẽ quản lý chỉ tiêu của anh em được giao nhiệm vụ, xong rồi với cả là theo dõi là trong quá trình là nhân viên nói chuyện với khách hàng như thế nào. Vừa rồi là lời kể về công việc hàng ngày của nghi phạm Đinh Văn Châu. Đây là một trong 155 nghi phạm người Việt Nam bị bắt giữ trong đường dây lừa đảo chiếm đoạt tài sản quốc tế hoạt động tại Tam Giác Vàng, tỉnh Bò Kẹo của Lào, mà Công an tỉnh Hà Tĩnh phối hợp với ngành chức năng vừa triệt xóa từ cuối tháng 7 đến đầu tháng 8 năm nay. Đến gì? Trước đó, vào rạng sáng 2 tháng 8 năm 2024, Phòng Cảnh sát Hình sự Công an tỉnh Hà Tĩnh cùng các đơn vị nghiệp vụ Công an tỉnh Hà Tĩnh phối hợp với Cục Cảnh sát Hình sự Bộ Công an, Cục Cảnh sát Phòng chống tội phạm mua bán người thuộc Bộ Công an Lào đã đột kích đặc khu kinh tế Tam Giác Vàng, bắt giữ 155 nghi phạm người Việt Nam trong đường dây lừa đảo chiếm đoạt tài sản quy mô lớn. Sau thời gian mở rộng điều tra, ngày 17 tháng 8, Công an tỉnh Hà Tĩnh công bố lời khai của một số nghi phạm. Hàng ngày, các nhân viên trong đường dây lừa đảo quốc tế này sử dụng tài khoản Facebook ảo để kết bạn với người lạ, chủ yếu là phụ nữ đơn thân, thiếu thốn tình cảm để lừa đảo. Trong số 155 nghi phạm người Việt Nam bị bắt giữ, nghi phạm Đinh Văn Châu là một tổ trưởng trong đường dây lừa đảo. Tại cơ quan điều tra, nghi phạm này cho biết mình chỉ làm việc như một nhân viên bình thường và không biết công việc đang làm là tốt hay xấu. Nếu mà nhân viên nói chuyện với khách hàng mà chỗ nào không tốt, thì bọn em sẽ là người nhắn tin và chỉnh sửa cho nhân viên để người ta nói chuyện ok hơn một chút. Có nghĩa là bọn em sẽ được giao cái tài liệu thì bọn em sẽ hướng dẫn nhân viên làm theo cái tài liệu mà cấp trên giao cho bọn em. Tài liệu đấy thì sẽ có những cái là thứ nhất là cái cách mà để đi tìm khách hàng ở những khu vực như thế nào, và cái thứ hai là nó sẽ có là các bước quy trình là mình làm quen, chào hỏi khách như thế nào, làm quen như thế nào và để nói chuyện tâm sự như thế nào để cái tình cảm nó đi sâu hơn. Nghi phạm này khai trong quá trình làm việc phải ký hợp đồng, nếu muốn nghỉ làm thì phải đền hợp đồng với số tiền 70 triệu đồng. Không những thế, công việc cũng nhiều áp đặt và ràng buộc. Nếu tổ không làm đủ chỉ tiêu cấp trên đưa xuống thì bị phạt tiền. Nếu không có đủ tương tác, không có khách mới thì sẽ bị phạt hết đất. Thì hít đất thì ví dụ ngày đầu tiên thì có thể không có thì sẽ là 100 cái. Thì ngày thứ hai không có thì sẽ nhân 2 lên và ngày tiếp theo không có sẽ nhân 3 lên. Còn nếu mà về sau mà ví dụ như kiểu một thời gian dài có không có khách thì sẽ cấp trên người ta sẽ tự xử lý vấn đề đấy. Để lừa đảo, đôi khi người phụ nữ này cũng đóng vai là nam doanh nhân đẹp trai, thành đạt và giàu có theo kịch bản mà đường dây này soạn ra. Từ những cuộc trò chuyện, hỏi han đơn giản đến những câu chuyện sâu hơn về tình cảm để dẫn dụ nạn nhân. Facebook và những cái kịch bản nói chuyện tình cảm với khách cũng là do quản lý đưa cho bọn em nói chuyện. Rồi những các bước tiếp theo cũng do quản lý và tổ trưởng dẫn dắt. Bọn em chỉ nói chuyện tình cảm thôi. Còn những các bước tiếp theo thì là do tổ trưởng với cả các sếp trên làm việc với nhau. Người phụ nữ này khai khi được giới thiệu vào làm việc được hứa trả lương mỗi tháng 5.000 nhân dân tệ, tương đương hơn 17 triệu đồng. Tuy nhiên, 2 tháng đầu không có doanh thu, bị phạt, nên tổng số tiền chỉ nhận được 4.000 nhân dân tệ. Em thật sự là em nhiều lần rất muốn về, nhưng mà người Trung Quốc họ nhốt lại, không cho đi ra ngoài khỏi tòa. Với cả tầng thì cao, nhảy xuống thì em không dám nhảy. Em cũng đã gọi điện và hỏi vay tiền để đến hợp đồng để về, nhưng mà không có ai cho vay.
Thông tin từ Phòng Cảnh sát Hình sự Công an tỉnh Hà Tĩnh cho biết, đơn vị này đang điều tra mở rộng chuyên án, đồng thời ra thông báo tìm nạn nhân từng bị sập bẫy của nhóm tội phạm này. Theo đó, những ai là nạn nhân của đường dây lừa đảo này hoặc có thông tin liên quan đến hoạt động của những kẻ phạm tội, hãy liên hệ ngay với Thượng úy Nguyễn Hữu Đại, cán bộ Phòng Cảnh sát Hình sự Công an tỉnh Hà Tĩnh, theo số điện thoại 0942 823 388. Báo Thanh Niên sẽ tiếp tục cập nhật thông tin liên quan trong các bản tin sau. Chặn xe, chửi bới, đe dọa, cầm xương bò khô đập vỡ kính xe, thậm chí còn nắm tóc bắt tài xế quỳ xin lỗi. Những hình ảnh ghi lại sự hung hăng của người đàn ông áo trắng này chỉ vì xít mic khi tham gia giao thông đã khiến nhiều người chỉ trích gay gắt. Ngày 16 tháng 8 năm 2024, thông tin từ Cơ quan Cảnh sát Điều tra Công an thành phố Thủ Dầu Một tại tỉnh Bình Dương cho biết, cơ quan này đã khởi tố vụ án, khởi tố bị can, bắt tạm giam đối với ông Trần Tấn Phong, 46 tuổi, ngụ Bình Dương, để điều tra về hành vi gây rối trật tự công cộng. Ông Trần Tấn Phong là bị can dùng khúc xương khô đập kính xe, đe dọa rồi buộc tài xế xe du lịch quỳ xin lỗi trên đường Nguyễn Chí Thanh tại phường Hiệp An, thành phố Thủ Dầu Một. Ngoài hành vi này, cảnh sát điều tra còn đang củng cố hồ sơ để xử lý ông Phong về hành vi làm nhục người khác và cố ý làm hư hỏng tài sản. Trước đó, như báo Thanh Niên đã đưa tin, trưa 11 tháng 8, nam tài xế 27 tuổi đi xe du lịch 7 chỗ chở theo vợ con đi tiêm phòng về đến đoạn đường Nguyễn Chí Thanh thuộc khu phố 1 tại phường Hiệp An, thì anh này cho xe leo lên vỉa hè rồi dừng lại. Thời điểm này, ông Trần Tấn Phong đi xe du lịch chạy phía sau xe anh này sẽ vào đường Lê Chí Dân giao với đường Nguyễn Chí Thanh. Ông Phong cho rằng xe của nam tài xế đã cản trở, ép xe mình nên ông Phong đã xuống xe chửi bới, yêu cầu anh này ra xe nói chuyện. Lúc này, nam tài xế không mở cửa xe, thì ông Trần Tấn Phong lấy khúc xương khô trên vỉa hè đập vỡ cửa kính. Anh này sợ hãi mở cửa bước xuống xe, thì bị ông Phong nắm tóc bắt quỳ xuống xin lỗi và dùng khúc xương khô liên tục dọa đánh. Trước sự hung hăng của ông Phong, nam tài xế phải quỳ xuống chắp tay xin lỗi trước sự chứng kiến của nhiều người và được camera nhà dân ghi lại. Sau đó, ông Phong mới lên xe rời đi. Công an thành phố Thủ Dầu Một đã vào cuộc điều tra tạm giữ hình sự đối với ông Trần Tấn Phong từ ngày 11 tháng 8 cho đến nay thì khởi tố, bắt tạm giam.